Còn tại Phú Yên, một vụ cháy xe khách giường nằm vừa xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm qua trên quốc lộ 1 thuộc địa phận xã An Dân, huyện Tuy An. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn. Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 43B-02457 do tài xế Phạm Thống, trú tại tỉnh Quảng Nam điều khiển, chở 17 hành khách đang lưu thông theo hướng Bắc Nam. Khi đến địa phận trên thì phát hiện trên xe có mùi khét lạ. Anh Thống điều khiển phương tiện đậu sát vào lề đường để kiểm tra. Khi vừa xuống xe, phát hiện xe bị cháy ở phần đầu. Anh Thống đã hô hoán hành khách nhanh chóng thoát ra ngoài và ngay sau đó chiếc xe bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Phú Yên đã huy động 2 phương tiện chuyên dụng và lực lượng đến hiện trường. Tuy nhiên do ngọn lửa cháy quá nhanh nên chỉ khoảng 30 phút, chiếc xe khách giường nằm và 4 xe máy trong khoang xe cùng nhiều hàng hóa hành lý của hành khách đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Sau khi vụ cháy xảy ra, toàn bộ hành khách đã chuyển sang phương tiện khác để tiếp tục hành trình. Công an huyện Tuy An đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, phương tiện để làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.